các dãy núi của Trung Quốc, được biết đến là mái nhà của thế giới. Đây là nơi cư trú của một loài sinh vật sống sót đặc biệt. Chúng thích nghi để sống ở những giới hạn cao nhất của cuộc sống trên toàn bộ hành tinh này. Khi các lục địa va chạm với nhau, những ngọn núi hùng vĩ nhô lên, các loài động vật phải chiến đấu để sống sót ở một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên thế giới. Nơi mà cái nóng, cái lạnh, sự ẩm ướt và khô hạn đạt tới cực điểm. Lượng oxy thấp và bức xạ cao tạo ra một trong những môi trường nhiều thử thách nhất với cuộc sống trên trái đất. Chỉ có những sinh vật đột biến kỳ lạ mới sống được ở trên mái nhà của thế giới này. Hành tinh đột biến. Miền Tây hoang dã của Trung Quốc là vương quốc chưa được biết đến với vẻ đẹp thiên nhiên đáng kinh ngạc. Trung Quốc, mái nhà của thế giới. Từ dãy núi Himalaya cao chót vót ở phía Tây, tới rìa của sa mạc Qubic ở phía Bắc. Những đồng cỏ Tây Tạng bao la. Có những khu rừng thuộc dãy Alper nằm giáp bên sườn. Các môi trường trên cao của Trung Quốc bao gồm những vùng núi hoang vu, hẻo lánh và cổ xưa nhất thế giới. Có thể chúng đẹp, nhưng cuộc sống ở những hệ sinh thái cao nhất thế giới này rất khó khăn và đầy gian nan. Thời tiết khắc nghiệt, không khí loãng và độ bức xạ mặt trời rất cao khiến cho mọi động vật sinh sống trên mái nhà của thế giới phải tiến hóa theo những cách độc đáo để sống sót. Ở rìa của cao nguyên Tây Tạng nổi tiếng, có một vùng núi đầy bí ẩn và chưa được biết tới. Dãy núi Hoành Đoạn ở phía Tây Nam Trung Quốc. Ẩn trong các khu rừng đóng băng của dãy núi Alper này là những sinh vật kỳ lạ, không có ở bất cứ nơi nào khác trên trái đất. Đó là vọc mũi hếch Vân Nam. Chúng sống ở những độ cao lên tới 4.300m so với mực nước biển. Đó là loài linh trưởng sống cao nhất thế giới. Vọc mũi hếch đã tiến hóa để trở thành một trong những loài sống sót giỏi nhất trong tự nhiên. So với những loài cùng họ sống trong các khu rừng nhiệt đới, chúng có chi ngắn, cơ thể gọn gàng, chắc nịch và lông dày. Những đặc điểm thích nghi giúp giảm nhiệt lượng mất đi trong nhiệt độ đóng băng. Một số nhà khoa học tin rằng cái mũi trông kỳ lạ của chúng đã tiến hóa để chiến đấu với cái lạnh, chống lại sự tê cóng trên những phần cơ thể không có lông khác. Những con vọc này còn có hệ thống trao đổi chất rất hiệu quả, tận dụng được hầu hết lượng khí oxy hạn hẹp trong không khí loãng ở vùng núi. Trong những khu rừng trên cao này, thức ăn rất khan hiếm. Không có quả cây hay những loài thực vật thân mềm và rậm lá mà chỉ có cây thuộc họ tùng bách bị đóng băng. Những con vọc mũi hếch có số lượng các món ăn hạn hẹp, nên chúng đã phát triển khẩu vị đối với loài thực vật nguyên thủy được gọi là địa y. Loài thực vật dạng sợi này rất khó nhai và tiêu hóa, nhưng còn tốt hơn là chết đói.
Loài địa y chậm phát triển này có thể mất đến 15 năm để tái sinh, nên các con vọc mũi hếch ở đây phải đi xa và tìm trên diện rộng trong phạm vi 25 km2. Vọc mũi hếch đi thành những nhóm gia đình nhỏ do một con đực đầu đàn dẫn đường và có thể đi 1,5 km mỗi ngày. Khi không đi qua những khu rừng đóng băng, vọc mũi hếch nghỉ ngơi và giữ gìn năng lượng. Cái ngáp cho thấy con vọc mũi hếch đực này có răng nanh dài và sắc đến kinh ngạc. Chúng không dùng răng nanh để nhai thức ăn mà để cắn xé lẫn nhau. Môi của con đực này đã bị xé rách trong một trận chiến trước đây. Giờ nó phải chiến đấu một lần nữa. Một con vọc đực đầu đàn khác đã bước vào lãnh thổ của nó và sẵn sàng chiến đấu. Kẻ thách thức đã bị đánh bại. Con vọc mặt sẹo ngự trị tối cao. Vọc mũi hếch Vân Nam không phải là động vật kỳ lạ duy nhất trong các khu rừng trên núi ở phía tây nam Trung Quốc. Nơi đây cũng là nhà của loài gấu hiếm và cổ xưa nhất thế giới. Một hóa thạch sống được gọi là gấu trúc khổng lồ. Chúng thuộc một họ động vật ăn thịt, bao gồm gấu xám Bắc Mỹ và gấu Bắc Cực. Nhưng gấu trúc khổng lồ đã đi theo một con đường tiến hóa khác hẳn. Con đường này khiến chúng sống dựa vào một loài cỏ dạng thân gỗ, đó là cây trúc. Là một trong những loài thực vật phát triển nhanh nhất trên trái đất, một số loài trúc có thể cao thêm 90cm mỗi ngày, nhưng nó cũng là một trong những loài thực vật chứa ít dinh dưỡng và khó tiêu hóa nhất trên hành tinh. Đây là một món ăn yêu thích kỳ lạ đối với một động vật vốn thuộc loài ăn thịt. Gấu trúc đã phát triển nhiều đặc điểm độc đáo để sống sót được nhờ cây trúc. Chúng có cơ hàm cực kỳ khỏe để nhai những thân cây trúc đã gãy. Đặc điểm này khiến chúng có khuôn mặt tròn và đôi má phúng phính quen thuộc. Cổ họng và dạ dày của gấu trúc có một lớp lót bền vững được bôi trơn bằng chất nhầy để bảo vệ chúng khỏi các mảnh vụn. Nhưng đặc điểm thích nghi kỳ lạ nhất với việc ăn cây trúc nằm ở bàn tay của chúng. Từ lâu, ta đã biết rằng gấu trúc có một ngón tay phụ bất thường, một ngón tay cái bí ẩn. Nó không phải là ngón tay cái thực sự, mà là xương cổ tay đã tiến hóa để nắm lấy thân cây trúc. Các nghiên cứu gần đây đã phát hiện rằng bàn tay của gấu trúc còn kỳ lạ hơn ta tưởng. Thực ra, loài gấu lạ thường này có hai ngón tay phụ. Một chiếc xương cổ tay khác ở phía bên kia của bàn tay cũng đã thích nghi để giúp chúng cầm nắm. Khi bàn tay đột biến này giữ một thân cây trúc, năm ngón tay bình thường và hai chiếc xương cổ tay phụ hoạt động như cái kẹp đôi giúp gấu trúc cầm nắm thân cây trúc với khả năng kiểm soát khó tin. Bàn tay của gấu trúc là một trong những ví dụ đặc biệt nhất về sự tiến hóa ở các chi trên trái đất. Nó giúp chúng ăn khoảng 20kg trúc mỗi ngày. Đó là chế độ ăn rất kỳ lạ đối với một con gấu. Vậy tại sao gấu trúc khổng lồ lại đi theo con đường tiến hóa khác thường như vậy?
Câu trả lời nằm sâu trong quá khứ cổ xưa của Trung Quốc. Trong một hang đá vôi có tên là Quan Âm, giáo sư Kim Chu Sương đã phát hiện ra hóa thạch của những con gấu trúc cổ xưa nhất Trung Quốc. Con gấu trúc chúng tôi tìm thấy đã sống cách đây 2 triệu năm. Hình dáng của nó khác hẳn gấu trúc khổng lồ ngày nay. Ví dụ, xương má của gấu trúc cổ xưa dài hơn. Hơn 2 triệu năm trước, tổ tiên của gấu trúc sống trên khắp đất nước Trung Quốc. Khi đó, con gấu trúc đầu tiên của Trung Quốc không phải là con vật khổng lồ mà là một sinh vật thấp bé. Gấu trúc lùn to bằng một nửa gấu trúc hiện đại và dù ăn cây trúc, nó chưa tiến hóa để sống dựa vào loài cây này. Nhưng ở Trung Quốc vào thời Nguyên Thủy có một cuộc chiến vì thức ăn trong khu rừng này. Giáo sư Kim vừa phát hiện thêm một hóa thạch gây kinh ngạc. Chiếc răng của một sinh vật khổng lồ cũng từng sống trong hang động này. Các khu rừng của Trung Quốc từng là nhà của loài vượn lớn nhất từng sinh sống. Vượn người Gigantopithecus. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng vượn người Gigantopithecus cao hơn 3 mét khi đứng và nặng hơn 500 kg, gấp 3 lần trọng lượng của một con khỉ đột. Bộ hàm lớn và răng phẳng của chúng cho thấy loài vượn khổng lồ này ăn nhiều loại thực vật, trong đó có cây trúc. Như vậy, nó tranh giành thức ăn và không gian sống với gấu trúc lùn. Đây là hóa thạch của vượn người Gigantopithecus. Đây là hóa thạch của gấu trúc lùn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tìm thấy chúng ở cùng một nơi. Nhưng hai loài động vật từng sống trong hang động này có số phận khác hẳn nhau. Khi kỷ băng hà cuối cùng đến, các khu rừng ở Trung Quốc thu nhỏ lại và nguồn thức ăn trở nên hạn hẹp. Những con vượn khổng lồ này có thể đã phải đấu tranh nhằm tìm đủ thức ăn để sống sót. Một số nhà khoa học tin rằng có thể con người nguyên thủy cũng săn bắt các con vượn khổng lồ này. Dù nguyên do là gì, vượn người Gigantopithecus đã biến mất khỏi trái đất cách đây khoảng 2.000 năm. Gấu trúc lùn đã thích nghi tốt hơn nhiều với sự thay đổi của khí hậu và nguồn thức ăn hạn hẹp. Một chiến lược căn bản đã cứu chúng khỏi số phận của những con vượn khổng lồ. Gấu trúc đã lần theo những khu rừng khi chúng thu nhỏ lại và di chuyển vào những dãy núi lạnh giá. Chúng lớn hơn nhiều và tiến hóa để chuyên ăn một loài thực vật vẫn còn nhiều, đó là cây trúc. Việc trở thành loài chuyên ăn cỏ đã cứu loài gấu độc đáo này khỏi tuyệt chủng. Dãy Himalaya hùng vĩ là dãy núi cao nhất thế giới. Trông có vẻ cổ xưa, nhưng chúng nằm trong số những ngọn núi trẻ nhất trên trái đất. Mái nhà của thế giới này đã được những lực địa chất khổng lồ đẩy lên cao và chúng vẫn chưa dừng ở đó. Dãy Himalaya vẫn cao lên khoảng 1,2 cm mỗi năm và ở một số vùng đặc biệt, cơn thịnh nộ bên dưới lòng đất đã bùng phát tới mặt đất. Rải rác trên khắp Tây Tạng là những dòng suối nước nóng từ núi lửa, những nơi mà dòng nước nóng hiện lên qua những vết đứt gãy sâu trong vỏ trái đất. Một loài bò sát đã tận dụng môi trường chuyên hóa cao này. Đây là loài rắn ở suối nước nóng. Nó sống bên cạnh nhiều dòng suối nước nóng trên cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc ở những độ cao hơn 4.000 mét. Điều đó khiến nó là loài rắn sống cao nhất thế giới.
Đa số các loài rắn không sống ở độ cao như vậy vì chúng là loài máu lạnh. Nếu nhiệt độ hạ xuống dưới mức đóng băng, thông thường rắn sẽ chết chỉ sau vài giờ hoặc quá lờ đờ, không thể di chuyển được. Nhưng các dòng suối nước nóng cung cấp nhiệt lượng giúp cứu sống sinh mạng của loài bò sát máu lạnh này. Các sinh vật khác chia sẻ dòng nước ấm quanh các con suối này và cung cấp mọi loại thức ăn mà loài rắn này cần. Nếu nó có thể bắt chúng. Loài rắn này chỉ có thể sống sót trong một khu vực nhỏ mà nó thấy dễ chịu, ở sát các dòng suối nước nóng, nơi nước đang sôi. Nhưng nếu bị lạc ở cách xa những cái bể này hơn 800 mét, loài rắn này sẽ chết vì lạnh. Những con rắn này đã ở đây rất lâu trước khi có những ngọn núi và suối nước nóng. Ngôi nhà ban đầu của chúng phẳng và thuộc miền nhiệt đới. Nhưng khi mái nhà của thế giới nhô lên quanh chúng, môi trường của chúng thay đổi đáng kể. Một loạt các biến động địa chất lớn đã biến các vùng đất thấp thuộc miền nhiệt đới thành những vùng cao nhất trên trái đất. 165 triệu năm trước, một siêu lục địa cổ xưa được gọi là Gondwana đang đứt vỡ. Một phần của nó mà ngày nay ta gọi là lục địa Ấn Độ trôi về phía Bắc trên hành trình va chạm với rìa của châu Á. 45 triệu năm trước, lục địa Ấn Độ lao vào châu Á như một chiếc xe ô tô lao vào một bức tường gạch. Khi các lục địa này va chạm, chúng ép vào nhau và đẩy những lớp đáy biển cổ lên cao. Những lớp này trở thành dãy Himalaya, dãy núi cao nhất trái đất. Sự va chạm giữa lục địa Ấn Độ và châu Á mạnh đến mức nó tạo ra không chỉ một mà là hai trong số những đặc điểm địa chất ấn tượng nhất thế giới. Đáy biển mềm bị kẹp giữa hai lục địa này đã nổi lên thành dãy núi Himalaya. Nhưng lớp đá ở vỏ lục địa châu Á cứng hơn nhiều. Khi lục địa Ấn Độ lao vào nó, một dải đất lớn của vỏ lục địa châu Á trở nên dày hơn. Nó đã nhô lên để tạo thành vùng bình nguyên lớn nhất và cao nhất thế giới. Cao nguyên Tây Tạng rộng khoảng 2,6 triệu km vuông và trung bình nó cao hơn mực nước biển 5 km. Đó là một trong những môi trường khắc nghiệt và đòi hỏi cao nhất trái đất. Chỉ có một số loài động vật chuyên hóa cao mới sống sót được ở đây. Những vùng cao nhất của cao nguyên Tây Tạng khắc nghiệt đến nỗi không có động vật lớn nào sống được ở đây quanh năm. Trừ loài bò khỏe nhất thế giới. Bò hoang Tây Tạng lang thang trên cao nguyên ở độ cao gần 7.000 mét so với mực nước biển. Những sinh vật sống sót to khỏe này chịu được những điều kiện có thể giết chết hầu hết các loài động vật vì chúng đã tiến hóa với một loạt những đặc điểm thích nghi độc đáo. Bò Tây Tạng có chiều cao 1,8 mét tính từ chân tới vai và nặng hơn 900 kg. Cơ thể to lớn cùng bộ lông dày và rậm của nó ngăn cản sự mất nhiệt ở nhiệt độ dưới 0 độ C. Tuy nhiên, còn có những thử thách khác khi sống trên cao nguyên. Ở độ cao này, không khí chỉ chứa lượng oxy bằng một nửa so với ở mực nước biển. Độ bức xạ tia cực tím thì cao gấp đôi. Ở đây rất khó thở và mặt trời chiếu rất gay gắt. Trừ khi bạn có bộ xương chuyên biệt như của bò hoang Tây Tạng.
Mỏ hoang Tây Tạng có 14 cặp xương sườn, nhiều hơn gia súc một cặp. Chúng tạo nên lồng ngực lớn với không gian cho tim và phổi lớn gần gấp đôi các loài bò khác. Bò Tây Tạng có chất hóa học độc đáo trong máu giúp đưa oxy đi khắp cơ thể hiệu quả hơn. Bò hoang Tây Tạng là loài động vật lớn duy nhất có thể sống quanh năm ở một trong những địa điểm khắc nghiệt nhất trên trái đất. Nhưng hàng triệu năm trước, cả một đội quân gồm những động vật khổng lồ có lông đã thống trị cao nguyên băng giá này. Kỷ băng hà lớn cuối cùng bắt đầu cách đây 2,5 triệu năm. Khi trái đất nguội đi, phần lớn Bắc Bán Cầu bị chôn vùi dưới các lớp băng dày hơn 1,5 km. Chỉ những động vật thích nghi được với các điều kiện băng giá mới có thể sống sót. Các loài động vật lớn có vú và lông như tê giác lông thống trị kỷ băng hà. Ta luôn nghĩ rằng, ban đầu, chúng tiến hóa ở các vùng thuộc Bắc Cực và phát triển rộng khắp châu Á cũng như châu Âu. Nhưng một khám phá mới đây đã đảo ngược giả thuyết này. Năm 2011, các nhà cổ sinh vật Trung Quốc đã phát hiện ra một nghĩa địa tiền sử trên cao nguyên Tây Tạng. Nơi đó có đầy những động vật khổng lồ của kỷ băng hà, trong đó có những hóa thạch tê giác lông đầu tiên được tìm thấy ở Tây Tạng. Khi các nhà khoa học tính niên đại của những hóa thạch tê giác lông này, có một điều vô cùng bất ngờ. Những mảnh xương này 3,7 triệu năm tuổi, nghĩa là những con tê giác lông này đã phát triển ở Tây Tạng rất lâu trước khi kỷ băng hà bắt đầu. 1 triệu năm trước, khi trái đất đóng băng, cao nguyên Tây Tạng đã chứa đầy những động vật biết thích nghi với tuyết và băng. Bộ lông dày và xoăn cùng với kích thước cơ thể lớn cho phép chúng phát triển khi trận băng giá lớn bao phủ phần còn lại của hành tinh này. Tê giác lông phát triển từ nơi chúng xuất hiện ở cao nguyên Tây Tạng ra khắp vùng Bắc Á và châu Âu. Có vẻ Tây Tạng là cái nôi lạnh giá của sự tiến hóa với nhiều động vật khổng lồ từ kỷ băng hà. Tê giác lông và những động vật khổng lồ khác thuộc kỷ băng hà tuyệt chủng cách đây 12.000 năm. Bò Tây Tạng là động vật khổng lồ cuối cùng từ kỷ băng hà còn sót lại trên cao nguyên này. Những con bò lớn và có bộ lông rậm này là những sinh vật sinh tồn giỏi nhất trên cao nguyên. Từ khi kỷ băng hà kết thúc, các dòng sông băng và các dải băng đã rút khỏi phần lớn cao nguyên Tây Tạng, để lại một vùng đồng cỏ rộng lớn và màu mỡ. Hãy gặp Pika. Loài sinh vật họ thỏ đáng yêu và mềm mại này hung dữ hơn vẻ ngoài của nó. Nó phải như vậy để sống sót ở trên này. Mỗi con pika ăn lượng cỏ bằng một nửa trọng lượng cơ thể nó mỗi ngày. Đây là năng lượng cho sự trao đổi chất nhanh chóng và là mấu chốt đối với sự sống còn của pika. Như mọi động vật sinh sống trên cao nguyên này, pika phụ thuộc vào thời tiết khắc nghiệt và đầy thử thách ở đây. Nhưng dù trời lạnh đến thế nào, pika cũng không run. Chúng không cần phải vậy. Đa số động vật có vú sinh nhiệt bằng cách co các cơ lại khi run. Pika đã phát triển một cách thức khác. Sự trao đổi chất tốc độ cao giữ ấm cơ thể chúng bằng cách đốt cháy chất béo rất nhanh. Đó là cơ chế sưởi ấm từ trung tâm có sẵn, được truyền năng lượng bằng cách ăn rất nhiều cỏ.
Thời tiết khắc nghiệt không phải là mối đe dọa duy nhất mà Pika phải đối mặt ở đây. Cao nguyên Tây Tạng còn là nơi trú ngụ của một loài động vật ăn thịt nguy hiểm. Những con gấu Tây Tạng nhỏ hơn gấu châu Mỹ, nhưng giống gấu xám Bắc Mỹ. Chúng dành cả mùa hè nhằm tích đủ lượng protein và chất béo để sống sót qua kỳ ngủ đông. Một cái hộp sọ cũ mốc meo của bò Tây Tạng sẽ đem lại điều đó. Mỗi miếng thịt ở đây đều quý giá. Nhưng con gấu mẹ và gấu con này đang tìm một thứ tươi hơn nhiều. Trong khi một số con gấu xám Bắc Mỹ ăn cá hồi, gấu Tây Tạng ăn thịt thỏ Pika. Con gấu con có sự may mắn của kẻ mới bắt đầu và đào ngay được một miếng mồi ngon lành. Gấu mẹ kém may mắn hơn, bữa trưa của nó dãy giụa để thoát ra. Những con gấu này sẽ lang thang trên khắp cao nguyên Tây Tạng suốt mùa hè để tích lũy cho mùa đông. Gấu Tây Tạng là mối đe dọa với mọi loài động vật trên cao nguyên này. Một loài động vật di trú đến nơi rất xa để tránh khỏi chúng. Hồ Qua Nại là món trang sức bằng nước lung linh có màu ngọc bích ở độ cao hơn 5.000 mét. Đây là một trong những vùng hẻo lánh nhất Trung Quốc và là nơi diễn ra một trong những sự kiện lớn nhất của động vật hoang dã ở châu Á. Cuộc di cư của linh dương Tây Tạng. Mỗi mùa hè, hàng chục nghìn con linh dương Tây Tạng hay Chiru di chuyển hàng trăm km qua cao nguyên rộng lớn để tới hồ Qua Nại. Linh dương Tây Tạng đã tiến hóa để trở thành những chuyên gia ở vùng cao. Vài lớp lông cách ly chúng khỏi không khí buốt giá và nó được coi là loại lông tốt và ấm nhất trong vương quốc động vật. Những cây bướu ở bên cạnh mõm của linh dương Tây Tạng là những túi khí phụ để giúp nó thở trong không khí có lượng oxy loãng. Việc tăng thêm lượng oxy này giúp linh dương Tây Tạng chạy ở tốc độ cực kỳ lớn đối với một động vật ở cao nguyên, lên đến 80 km/h. Đầu tiên là vài chục, sau đó là hàng trăm và hàng nghìn con linh dương di trú đến hồ Qua Nại từ khắp cao nguyên rộng lớn này. Chỉ có những con cái đã giao phối mới thực hiện hành trình đầy gian khổ này. Chúng đi toàn bộ quãng đường đó vì một lý do: sinh con ở một nơi an toàn và bí mật. Sau khoảng 6 tháng mang thai, linh dương mẹ sinh ra một đứa con quý giá. Linh dương Tây Tạng con từ khi ra đời đã sẵn sàng sống sót qua những thử thách của cao nguyên này. Ban đầu chân của chúng run rẩy, nhưng khoảng 15 phút sau khi ra đời, linh dương con đã có thể đi lại. Bộ lông màu cát giúp chúng ngụy trang trong cỏ khô trong khi mẹ chúng lang thang để gặm cỏ. Nhưng con linh dương con này rất nóng vội và háo hức khám phá thế giới mới của mình. Nó cũng lang thang và sớm bị lạc giữa đám đông. Mẹ nó không thích chia sẻ sự chú ý và nó bị đẩy đi khỏi đàn. Đó là một hành động nguy hiểm khi một cặp mắt tròn và sáng đang theo dõi. Những địa điểm sinh con bí mật của linh dương không an toàn tuyệt đối.
Những con kền kền có đôi mắt sắc bén ở Himalaya đã bay theo đàn linh dương Tây Tạng đang di trú. Sải cánh gần 3 mét giúp chúng dễ dàng lao lên trên những dòng khí nóng phía trên cao nguyên. Nếu con linh dương nhỏ bị lạc này tự làm mình bị thương, kền kền sẽ chờ đến khi nó chết rồi xẻ thịt nó đến tận xương. May sao, mẹ nó xuất hiện và đuổi những sinh vật ăn xác thối kia đi. Cuối cùng, linh dương mẹ và linh dương con lại đoàn tụ. Mối đe dọa lớn nhất với linh dương Tây Tạng mới ra đời là thời tiết. Những đám mây bão đang tụ lại. Mưa tuyết lạnh giá rơi xối xả xuống các đồng bằng. Nó sẽ sớm biến thành tuyết và bão tuyết. Linh dương chẳng thể làm gì ngoài quỳ xuống và hy vọng bộ lông dày sẽ bảo vệ chúng khỏi trận bão tuyết này. Những con linh dương mẹ và con còn sống sót ở lại các địa điểm sinh con bí mật đến 20 ngày. Sau đó, chúng chuẩn bị thực hiện chuyến đi dài để về nhà. Linh dương Tây Tạng sẽ mất hơn một tháng để di chuyển hơn 300 km về những đồng cỏ mùa đông của chúng. Việc dãy núi Himalaya và cao nguyên Tây Tạng nổi lên tác động mạnh tới khí hậu của toàn thể lục địa châu Á. Khi nhô lên, những ngọn núi này ngăn các đám mây đem mưa tới di chuyển về phía Bắc, tạo ra một vùng rộng lớn không có mưa ở phía Bắc Trung Quốc và tạo ra sa mạc lớn nhất châu Á. Sa mạc Qua Bích. Một vùng không giống bất kỳ sa mạc nào, nơi nhiệt độ thay đổi từ 120 độ vào mùa hè thành âm 40 độ vào mùa đông. Không khí ở đây lạnh và khô đến mức một loài động vật đã phát triển một bộ phận phụ trông rất kỳ lạ chỉ để thở. Linh dương Saiga có cái mũi rất ấn tượng. Đó là cái vòi bơm phồng được để giữ không khí ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè nóng như thiêu đốt ở sa mạc Qua Bích. Bên trong đó là hệ thống xương, lông và mạch máu phức tạp. Suốt mùa đông, cái vòi của linh dương Saiga giúp làm ấm không khí lạnh buốt trước khi nó được đưa vào phổi và vào mùa hè. Cũng chính hệ thống này làm mát máu của linh dương. Nó giống như chiếc máy điều hòa không khí tự nhiên ở trước mặt của linh dương Saiga. Chiếc mũi nhiều lông này còn giúp chúng lọc bụi của sa mạc. Nhưng ngay cả những đặc điểm thích nghi ấn tượng này cũng không giúp linh dương Saiga sống trên cao nguyên quanh năm. Khi mùa đông đến, chúng di trú đến những thung lũng sa mạc thấp hơn. Sa mạc Qua Bích không phải là môi trường lạ thường duy nhất ở Trung Quốc do mái nhà của thế giới tạo ra.
Cách đó 1.600 km về phía nam là một khung cảnh khác hẳn. Nhưng đó cũng là ngôi nhà của những sinh vật với những cái mũi kỳ lạ. Vọc mũi hếch Vân Nam. Khi tuyết bao phủ khu rừng của dãy núi Hoành Đoạn, mùa đông không ảnh hưởng đến những động vật linh trưởng sinh sống cao nhất thế giới. Hiện chỉ còn gần 1.500 sinh vật kỳ lạ tuyệt vời này sống sót, bị giới hạn trong một dãy núi. Chúng là một trong những loài linh trưởng hiếm và ít được biết đến nhất trên trái đất. Nhưng chúng không phải là loài vọc mũi hếch duy nhất ở dãy núi Hoành Đoạn. Chỉ cách đó vài thung lũng, có một loài họ hàng gần còn kỳ lạ hơn cả chúng. Đó là vọc mũi hếch lông vàng. Chúng sống ở những vùng thấp hơn họ hàng của mình ở Unan, nhưng vẫn cần bộ lông dày để giữ ấm. Những con vọc này ăn vỏ cây vào mùa đông, nhưng chúng xuống mặt đất vào mùa hè để ăn hạt và quả. Vọc mũi hếch lông vàng đực có một đặc điểm giải phẫu độc đáo mà không loài linh trưởng nào trên trái đất có. Đó là những cây bướu cứng kỳ lạ ở mép. Công dụng chính xác của chúng vẫn còn là một bí ẩn. Một số nhà nghiên cứu đã suy đoán rằng đó là những tuyến tiết ra một loại chất hóa học mà vọc mũi hếch dùng để giao tiếp. Vọc con ban đầu có màu nhạt hơn hẳn vọc trưởng thành và chỉ có bộ lông vàng khi đã được vài tuổi. Phần da quanh miệng chúng có màu hồng khi chúng ra đời và dần dần biến thành màu xanh khi chúng trưởng thành. Những con vọc nhỏ rất thông minh và tinh nghịch. Khi không làm phiền mẹ mình, chúng tập thể dục. Chúng còn nghĩ ra trò trải lông cho nhau. Luôn có thời gian để cả đàn ôm nhau. Việc đó không chỉ để gắn kết mà còn hữu ích khi không khí trên núi trở nên lạnh buốt. Làm sao hai loài vọc mũi hếch có thể tiến hóa ở cùng một vùng đất? Tại sao chúng không bao giờ gặp nhau? Câu trả lời nằm ở chính sức mạnh to lớn từng tạo ra dãy núi Himalaya và cao nguyên Tây Tạng. Dãy núi Hoành Đoạn không phải là một phần của dãy Himalaya, nhưng được tạo ra như một hiệu ứng phụ của lần va chạm lớn giữa các lục địa. Những lực khổng lồ từng đẩy những vùng đất đó lên mức cao nhất trên trái đất vẫn đang hoạt động. Mới chỉ 1 triệu năm trước, cao nguyên Tây Tạng trải qua một lần nhô cao lên đột ngột nữa. Nó đã tạo ra một khung cảnh độc đáo ở Tây Nam Trung Quốc. Bị kẹt trong lần va chạm giữa lục địa Ấn Độ và châu Á, vỏ trái đất bị ép như một tuýp kem đánh răng. Khi tiến về phía đông, vỏ trái đất vặn xoắn, đứt gãy và bị đẩy lên thành một loạt dãy núi dốc song song, chạy từ phía bắc sang phía nam. Đó là dãy núi Hoành Đoạn. Các dãy núi song song này dốc đến nỗi các loài động vật không thể đi từ thung lũng này sang thung lũng khác. Các nhà sinh vật học gọi các vùng đất này là những hòn đảo trên trời và chúng là những nơi lý tưởng cho các loài sinh vật mới tiến hóa. Một ví dụ ngoạn mục của điều đó là loài vọc mũi hếch. 1 triệu năm trước, chỉ có một loài. Nhưng dãy núi Hoành Đoạn đã tạo ra những rào cản không thể vượt qua, chia cắt
và cô lập các con vọc với nhau. Nhiều đàn vọc mũi hếch nhanh chóng tiến hóa thành các loài vọc riêng biệt. Mỗi loài có những tập tính kỳ lạ riêng. Những con vọc xinh xắn và bí ẩn này là chủ đề của nhiều huyền thoại ở vùng này. Khi mùa đông bắt đầu tràn tới những khu rừng trên núi thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, gấu trúc hầu như không nhận thấy. Như đa phần các loài gấu, gấu trúc là chuyên gia leo trèo và dành thời gian nghỉ ngơi ở trên các ngọn cây cao. Nhưng chẳng bao lâu, chúng lại phải trèo xuống đất và kiếm ăn. Gấu trúc không ngủ đông như phần lớn họ hàng của chúng. Chế độ ăn chỉ bao gồm cây trúc không cung cấp đủ lượng chất béo dự trữ cho chúng. Gấu trúc phải phụ thuộc vào cây trúc quanh năm. Chúng dành đến 10 tiếng mỗi ngày để nhai phần thân cỏ cứng như gỗ của cây trúc mà vẫn chỉ có vừa đủ chất dinh dưỡng để sống sót. Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc đang làm việc để lý giải bí ẩn về việc gấu trúc nghiện ăn cây trúc. Nhưng đầu tiên, họ phải tìm được một con gấu trúc. Đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng ở địa hình dốc đầy hiểm trở của dãy núi Hoành Đoạn. Gấu trúc khổng lồ từng sống ở khắp miền Nam Trung Quốc và vươn xa đến tận Việt Nam và Myanmar. Nhưng khi khí hậu khô hơn, các rừng trúc thu nhỏ lại và gấu trúc cũng rút lui theo chúng. Chỉ còn khoảng 1.600 con gấu trúc hoang dã tồn tại và việc cố gắng tìm một con ở những ngọn núi này giống như mò kim đáy bể. May sao, nhóm các nhà khoa học này đã đeo vòng cổ theo dõi cho những con gấu trúc trong vùng này và có thể tìm chúng bằng anten vô tuyến. Kể cả vậy, có thể họ vẫn mất hàng giờ để tìm được một con gấu trúc hoang dã. Cuối cùng, các nhà khoa học tìm được con vật hay lẩn tránh mà họ đang nghiên cứu. Chúng tôi đeo vòng cổ cho gấu trúc để nghiên cứu cách thức tìm thức ăn của từng con. Bằng cách quan sát xem gấu trúc ăn gì rồi thu nhặt phân của chúng, các nhà khoa học này đã tạo ra một bước đột phá quan trọng trong việc hiểu được sự phụ thuộc của gấu trúc vào cây trúc. Để tìm hiểu cách chúng sử dụng các chất dinh dưỡng đó, chúng tôi thực hiện thêm các nghiên cứu về các loài vi sinh vật trong ruột chúng. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ruột của gấu trúc chứa một loại vi khuẩn được gọi là Clostridium. Loại vi khuẩn này giúp vật chủ của mình bằng cách sản sinh ra các enzyme để phân hủy một phần thân của cây trúc cứng. Việc này phần nào lý giải bí ẩn về cách gấu trúc sống sót được với chế độ ăn nghèo dinh dưỡng như vậy, nhưng chưa lý giải được hoàn toàn. Kể cả khi được các loài vi khuẩn đặc biệt trong ruột trợ giúp, gấu trúc vẫn chỉ hấp thụ được một phần dinh dưỡng có trong cây trúc. Họ hàng của gấu trúc như gấu nâu và gấu xám sẽ ăn gần như mọi thứ để sống sót. Nhưng dù vẫn là động vật ăn thịt về mặt giải phẫu, gấu trúc gần như không ăn gì ngoài cây trúc và có thể bị đói đến chết nếu không có loài cây này. Dường như chúng không thích ăn thịt. Bây giờ, rốt cuộc chúng ta đã biết tại sao. Các nhà khoa học, sau khi giải mã ADN của gấu trúc khổng lồ, đã phát hiện ra sự đột biến trong gen vị giác của chúng. Khả năng nếm vị các loại thức ăn giàu protein như thịt được cảm nhận qua một gen được gọi là TASR1. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng gen TASR1 của gấu trúc đã bị một sự đột biến xảy ra từ 4 triệu năm trước làm cho ngừng hoạt động. Từ sau sự đột biến đó, gấu trúc không còn thích ăn thịt và thay vào đó trở nên nghiện ăn cây trúc. Loài sinh vật sống sót từ thời cổ đại này tìm thấy nơi trú ẩn trong dãy núi Hoành Đoạn độc đáo và trở nên phụ thuộc gần như hoàn toàn vào một loại thức ăn chỉ vừa đủ duy trì sự sống của chúng. Gấu trúc khổng lồ của Trung Quốc
là bằng chứng cho thấy sự tiến hóa có thể diễn ra theo những cách rất kỳ lạ. Một vụ va chạm lớn giữa lục địa Ấn Độ và châu Á đã tạo ra dãy núi cao nhất trên trái đất và đẩy cao nguyên Tây Tạng rộng lớn lên cao. Chỉ những sinh vật có thể thích nghi với các điều kiện khắc nghiệt ở cao nguyên mới sống sót được trên mái nhà của thế giới này. Sự đột biến và tiến hóa kết hợp với nhau để tạo ra những sinh vật to lớn sống trên núi với những đặc điểm giải phẫu độc đáo, giúp chúng phát triển ở các giới hạn của sự sống trên hành tinh đột biến của chúng ta.